giải mã bí ẩn của gia tộc đứng sau đế chế Chanel. Nhắc đến biểu tượng thời trang Pháp, chúng ta ngay lập tức nhớ đến Coco Chanel, bà trùm sáng lập thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Trái ngược với danh tiếng lừng lẫy, nhà Wertheimer hậu thuẫn cho Chanel lại cực kỳ mờ nhạt trên các mặt báo, dù cho họ thuộc một trong 10 gia tộc giàu nhất hành tinh với khối tài sản hàng chục tỷ đô la Mỹ. Hãy cùng giới thượng lưu vén màn những sự thật thú vị về vị cha đẻ kính tiếng của Chanel nhé. Sự khởi đầu của gia tộc Wertheimer. Có gốc gác từ Đức, gia tộc Wertheimer lần đầu đặt chân tới Paris khi Ernest Wertheimer, bố của Pierre Wertheimer, người đã hợp tác cùng Coco Chanel sau này, đã chuyển từ Alsace đến Paris. Trong những năm 1870, ông đầu tư vào công ty trang điểm Bourjois. Đến năm 1920, hai con trai của ông là Pierre và Paul đã biến Bourjois thành công ty mỹ phẩm và nước hoa lớn nhất ở Pháp. Trở lại vào thời điểm năm 1920, nhà sáng lập Chanel, Gabriel Coco Chanel, đã gặp Pierre Wertheimer, một doanh nhân giàu có người Pháp đã nhận ra tiềm năng thiết kế từ người phụ nữ nhỏ bé, nên ông đã quyết định hợp tác với cô để tạo nên thương hiệu được mệnh danh là niềm tự hào của người Pháp. Cái bắt tay này là viên gạch đặt nền móng cho cơ đồ của gia tộc Wertheimer. Vào năm 1924, họ cùng nhau tạo ra Perfume Chanel. Khi đó, ông Pierre đang là giám đốc công ty mỹ phẩm Bourjois. Bước đi này được xem là rất thành công khi chai nước hoa Chanel No. 5 mà hãng sáng chế ra đã trở thành sản phẩm dành riêng cho nhóm khách hàng tiềm năng của thương hiệu. Nước hoa Chanel No. 5, dòng nước hoa nổi tiếng, được cho là đặt tên theo con số may mắn của Chanel. Sản phẩm đầu tay của Perfume Chanel nhanh chóng trở thành hiện tượng, đánh dấu tên mình vào vị trí những sản phẩm xu hướng thời điểm bấy giờ, đưa nước hoa Pháp lan tỏa đi khắp thế giới. Với sự đầu tư mạnh mẽ cho việc sản xuất, tiếp thị và phân phối Chanel No. 5, ông Pierre Wertheimer nắm giữ 70% cổ phần công ty, 20% tiếp theo thuộc về Théophile Bader, người sáng lập cửa hàng bách hóa Galeries Lafayette ở Paris, Pháp, người có công kết nối Pierre Wertheimer với Coco Chanel, và 10% còn lại thuộc về nhà thiết kế chính của thương hiệu. Thế nên ngoại trừ việc sử dụng tên mình cho sản phẩm, Coco Chanel rất ít có quyền can thiệp các hoạt động liên quan đến kinh doanh. Điều này đã dẫn đến nhiều xung đột sau này về quyền sở hữu và kiểm soát thương hiệu Chanel sau này. Mặc dù thành công vang dội ngay từ bước đi đầu tiên, mối quan hệ giữa Coco Chanel và Pierre Wertheimer vẫn luôn tồn tại sự bất thuận. Đỉnh điểm vào năm 1935, Coco Chanel đã đâm đơn kiện nhà Wertheimer, tạo ra vết rách trên bản ký kết đánh dấu hơn một thập kỷ hợp tác giữa đôi bên. Chanel đe dọa sẽ sản xuất những chai No. 5 của riêng mình có tên Mademoiselle Chanel No. 5 và còn tạo ra hai mùi hương mới, đồng thời nộp hồ sơ ở Pháp kiện Le Parfum Chanel sản xuất hàng giả, yêu cầu quyền sở hữu công ty và bản quyền phải được trao trả cho bà. Năm 1941, trong Thế chiến thứ hai, Coco Chanel cố gắng giành quyền kiểm soát công ty từ Pierre Wertheimer bằng cách tận dụng luật cấm người Do Thái sở hữu các doanh nghiệp. Sau nhiều tranh chấp, cuối cùng nhà Wertheimer đưa ra một thỏa thuận khác. Thay vì nhận được 10% lợi nhuận của những chai No. 5 bán ra ở Pháp, Chanel sẽ được chi trả 2% lợi nhuận trên toàn cầu. Đồng thời, bà sẽ có quyền sở hữu các mùi hương của riêng mình, nhưng không có những chai No. 5. Năm 1953, khi doanh số bán ra những chai No. 5 bắt đầu suy giảm, Pierre Wertheimer tới thăm Chanel, người lúc đó đã ngoài 70 tuổi. Cuối cùng thì hai bên đã đạt được thỏa thuận khiến Chanel hài lòng. Nhà Wertheimer sẽ tài trợ cho công ty của Chanel, chi trả mọi chi phí cá nhân và tiền thuế cho Chanel trong suốt phần đời còn lại của bà để đổi lấy quyền sở hữu thương hiệu Chanel. Vì Chanel không có người thừa kế, sau khi bà qua đời, nhà Wertheimer cũng nhận được mọi khoản tiền thanh toán phí bản quyền từ thương hiệu nước hoa của bà. Vài năm sau đó, nhà Wertheimer mua lại số cổ phần của Bader và giành toàn quyền kiểm soát công ty vào năm 1954. Quá trình phát triển dưới sự dẫn dắt của gia đình. Sau khi ông Pierre qua đời năm 1965, con trai ông là Jacques tiếp nối sự nghiệp của cha mình để lại. Dưới sự dẫn dắt của Jacques, Chanel vẫn duy trì được vị thế của mình trong ngành thời trang và nước hoa, nhưng thời kỳ này không có nhiều sự đổi mới nổi bật. Lý do vì ông Jacques không mấy mặn mà với việc kinh doanh của gia đình, mà niềm yêu thích thật sự ông đã dành cho các chú ngựa đua. Năm 1974, công ty đứng trên bờ vực thẳm và chỉ còn lại dây chuyền sản xuất nước hoa cùng với một cửa hàng duy nhất.
Bước ngoặt thực sự xuất hiện khi thế hệ thứ ba của gia tộc Wertheimer tiếp nối và đem lại sự thành công đáng kể cho thương hiệu Coco Chanel. Tất cả điều này cuối cùng đưa chúng ta đến với Alain and Gerard Wertheimer. Họ là cháu trai của Pierre, thế hệ thứ ba của gia tộc Wertheimer, sở hữu công ty hơn 100 tuổi và đã điều hành công việc kinh doanh của gia đình gần 60 năm. Cặp anh em tỷ phú kính tiếng đã vực dậy Chanel sau những chuỗi ngày tăm tối vắng bóng người mẹ Coco Chanel. Khi tiếp nhận việc quản lý, dù Alain vẫn còn khá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng với tầm nhìn thừa hưởng từ gia đình có nền tảng kinh doanh, ông vẫn biết mình cần phải làm gì để cứu sự nghiệp của gia đình. Hành động đầu tiên sau khi kế nhiệm, Alain đã thuyết phục hội đồng quản trị để thay thế vị trí của cha mình. Ông bắt đầu bằng cách củng cố lại khâu phân phối. Ông ngừng ngay việc bán những chai Chanel No. 5 tại các hiệu thuốc và bắt đầu gây dựng mảng mỹ phẩm Chanel Beauté. Cương quyết chỉ bán nước hoa Chanel tại các cửa hàng cao cấp. Alain trở thành chủ tịch của Chanel ở tuổi 25, quản lý mảng thời trang, còn em trai Gerard đứng đầu bộ phận quản lý đồng hồ. Tầm nhìn lãnh đạo của hai anh em còn thể hiện khi họ quyết định đặt trụ sở Chanel tại Vương quốc Anh, nơi thường không áp dụng thuế khấu trừ đối với cổ tức trả cho các công ty nước ngoài. Trong khi đó, công ty mẹ của Wertheimer có trụ sở tại quần đảo Cayman, nơi cổ tức không bị đánh thuế. Điều này cho phép gia đình tỷ phú tối đa hóa thu nhập từ lợi nhuận của Chanel. Đế chế kinh doanh ẩn thân với khối tài sản khổng lồ. Đúng vậy, anh em Alain và Gerard Wertheimer, dù ít xuất hiện trên truyền thông, lại là những nhân vật chủ chốt đứng sau sự phát triển toàn cầu của Chanel. Được thừa hưởng nền tảng giáo dục vững chắc và kiến thức kinh doanh từ gia đình, cả hai đã lãnh đạo Chanel bằng tài năng quản lý xuất sắc, đồng thời vẫn giữ phong cách kín đáo và khiêm tốn. Nhà Wertheimer rất kín tiếng và hiếm khi trao đổi với báo chí về sự giàu có, về công ty, cuộc sống gia đình, những mối quan hệ, sở thích vì họ cho rằng điều đó không có lợi cho thương hiệu. Trước năm 2018, những con số ấn tượng ước tính lợi nhuận của Chanel vẫn xuất hiện rầm rộ trên các mặt báo, mặc dù thương hiệu chưa bao giờ công bố số lượng bán hàng. Mãi cho đến năm 2018, đánh dấu sự thành công vượt ngoài mong đợi của thương hiệu thời trang Pháp. Lần đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm, Chanel công bố kết quả kinh doanh. Những con số cho thấy Chanel nằm trong số những thương hiệu xa xỉ lớn nhất thế giới, vượt mặt Gucci và ngang bằng với Louis Vuitton, với tổng doanh thu năm 2017 là 9,62 tỷ đô. Chanel không chỉ nổi tiếng với các bộ sưu tập thời trang cao cấp, mà còn với nước hoa, mỹ phẩm và phụ kiện, trở thành một trong những thương hiệu đắt giá và có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới. Dù không xuất hiện trước công chúng, cả Alain và Gerard Wertheimer đều được Forbes ghi nhận trong danh sách những tỷ phú hàng đầu thế giới. Tính đến tháng 10 năm 2022, giá trị tài sản ròng của Wertheimer được Bloomberg Billionaires Index ước tính là 40 tỷ đô la Mỹ. Gia đình Wertheimer cũng nằm trong số các gia đình giàu có nhất thế giới, chứng minh sự thành công vượt trội trong việc duy trì và phát triển di sản gia đình qua nhiều thế hệ. Bên cạnh việc nắm quyền thương hiệu xa xỉ, hai anh em còn tiếp nối truyền thống đua ngựa của gia đình như một hành động tưởng nhớ đến ông nội và người bố quá cố của hai anh em. Ngày nay, Gerard quản lý mảng ngựa đua của gia đình với hàng trăm con ngựa, với trại chăn nuôi mang tên Wertheimer Equine. Hiện tại, anh em Alain và Gerard không chỉ sở hữu thương hiệu Chanel mà còn là ông chủ của hàng loạt vườn nho nổi tiếng khắp châu Âu. Hai anh em còn sở hữu vô số bất động sản trên khắp thế giới. Với khối tài sản khổng lồ, hai anh em vẫn tuyệt đối theo đuổi lối sống ẩn mình. Sự thận trọng là một trong những châm ngôn sống của hai anh em nhà Wertheimer, chịu ảnh hưởng từ phong cách Pháp vì họ tin rằng không có lý do gì để một doanh nhân tiết lộ về đời sống riêng tư của họ. Thế nhưng, cuộc sống riêng của anh em nhà Wertheimer luôn khiến người khác tò mò, đặc biệt là chủ đề mà giới truyền thông muốn khai thác triệt để. Sự phát triển của Chanel dưới thời của Karl Lagerfeld. Để xây dựng một đế chế lớn mạnh và duy trì sự phát triển phồn vinh là điều không dễ dàng. Hai anh em nhà Wertheimer cũng đã đối mặt với muôn vàn khó khăn khi tiếp quản cơ nghiệp từ ông Jacques. Chanel đã từng đối mặt với khủng hoảng lớn đến mức đưa thương hiệu này đến nguy cơ đổ vỡ khi chưa định hình được đường lối kinh doanh hiệu quả. Với vai trò là thế hệ thứ ba điều hành Chanel và được mệnh danh là thiên tài marketing, Alain không chấp nhận để công ty tiếp tục lao đao. Ông đã ngay lập tức ra tay hồi sinh thương hiệu thời trang đẳng cấp này bằng cách mở rộng sản xuất quần áo may sẵn, để rồi từ đó tái thiết lập thị phần nhằm dẫn đầu thị trường nước hoa cao cấp. Dưới sự dẫn dắt của hai anh em, Chanel đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ với sự sáng tạo và đổi mới liên tục, đặc biệt là khi hợp tác với nhà thiết kế huyền thoại người Đức Karl Lagerfeld
giữ vị trí giám đốc nghệ thuật, đưa thương hiệu trở lại hào quang rực rỡ. Trước khi Karl Lagerfeld tiếp quản Chanel vào năm 1983, thương hiệu Pháp do Gabriel Chanel sáng lập từng trên đỉnh cao của phong cách thượng lưu Paris thế kỷ 20 đã trở nên trì trệ. Nhưng cũng chính Chanel đã đánh dấu hành trình rực rỡ nhất trong sự nghiệp của ông Hoàng Đầu Bạc khi ông vực dậy Chanel từ tình trạng đang chết dần trở lại hàng ngũ các nhà mốt xa hoa hàng đầu thế giới và duy trì vị trí độc tôn của mình trong ngành thời trang. Karl Lagerfeld vừa kế thừa truyền thống, vừa mang đến nhiều yếu tố mới mẻ, in đậm dấu ấn cá nhân của ông qua những mẫu bộ suit từ chất liệu tweed, thấm đẫm tính biểu tượng của Chanel, một thương hiệu thời trang lâu đời, cổ điển và sang trọng. Tầm nhìn của ông về việc giới thiệu với thế giới các thiết kế ready-to-wear của Chanel bắt đầu bằng cách khắc sâu tinh hoa của Coco với vẻ ngoài đương đại đã làm hồi sinh thương hiệu. Mỗi năm, ông cho ra đời hơn 15 bộ sưu tập, tầm nhìn đi trước thời đại của ông được diễn giải một cách rõ ràng qua mỗi mùa trình làng. Có rất ít nhà thiết kế đã thay đổi tiến trình của lịch sử thời trang. Coco Chanel và Karl Lagerfeld là hai trong số họ. Ông Andrew Bolton thuộc Viện Trang phục tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan chia sẻ. Hơn 3 thập kỷ, nhà thiết kế tài ba đã ở bên Chanel cùng nhau vươn lên đỉnh cao danh vọng một lần nữa. Đây là cả quá trình cống hiến và là sự tác hợp định mệnh giữa người sáng lập, người đầu tư và người kế thừa di sản. Quả thật, việc đưa Karl đến với Chanel đã thể hiện tầm nhìn nhạy bén của Alain hoàn toàn xứng đáng với vị trí người điều hành đế chế hàng tỷ đô, như khi xưa ông Pierre đã không để vụt mất cô gái nhỏ tài năng Gabrielle Chanel đánh dấu kỷ nguyên thời trang mới được mở ra. Triết lý kinh doanh đặc biệt. Chanel nổi tiếng với phong cách thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, cổ điển mà hiện đại, với các sản phẩm được lấy cảm hứng từ quá khứ và mang đậm bản sắc thương hiệu như chất liệu vải bình dân tweed nhưng lại được biến tấu sang trọng, chi tiết thắt nơ, sợi xích. Điều này đã tạo nên một Chanel độc nhất với phương châm, thời trang có thể tàn phai nhưng phong cách là mãi mãi. Chanel không tạo ra sản phẩm theo các xu hướng mới nhất mà luôn luôn tạo ra sự cố định trong phong cách, tinh thần và chất lượng, giúp khách hàng dễ dàng nhận ra thương hiệu mà không cần nhìn logo. Nhà Wertheimer thích ẩn danh và chỉ để các thương hiệu của mình tỏa sáng. Chanel đã và đang thực sự tỏa sáng theo một cách riêng biệt nhất từ sự dẫn dắt của hai ông chủ của mình. Để không đánh mất giá trị cao cấp của thương hiệu, Alain và Lagerfeld vừa chú trọng vào các sản phẩm độc quyền, vừa đưa ra chiến lược tiếp thị khác biệt với các thương hiệu khác, từ giá cả đến cách quảng bá. Đầu tiên, những ai là tín đồ của Chanel đều chấp nhận rằng thương hiệu nói không với giảm giá. Không chạy theo những xu hướng marketing phổ biến để thu hút khách hàng, Chanel vẫn tri ân khách hàng bằng cách điều chỉnh mức giá phù hợp theo thị trường chứ không thay đổi giá cơ bản. Chiến lược kinh doanh sáng suốt này đã chứng minh bằng sự lớn mạnh và vững chắc với vị trí thời trang cao cấp trên thế giới suốt nhiều năm qua. Để tăng doanh thu, Chanel phát triển những dòng sản phẩm bình dân hơn để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trung lưu và các thị trường đang phát triển như châu Á. Các dòng sản phẩm làm đẹp như son, dưỡng da, make-up hay các loại phụ kiện như kính mắt, đồng hồ với giá cả phải chăng đã giúp Chanel gần như kiểm soát toàn bộ thị trường với 36 cửa hàng tại Nhật Bản, 15 cửa hàng tại Hàn Quốc và 11 cửa hàng tại Trung Quốc. Tiếp theo, mặc dù rất nhiều ông lớn tận dụng sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội để đưa thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng, Chanel lại ưa chuộng phương thức tiếp thị trực tiếp. Alain xem trọng trải nghiệm của những khách hàng khi đến với Chanel, nên ông muốn hạn chế tối đa hiện tượng hàng giả, hàng nhái, lợi dụng lỗ hổng của các chiến dịch quảng cáo trực tuyến và bảo vệ giá trị thương hiệu là triết lý kinh doanh độc nhất quan trọng của nhà Wertheimer. Tất nhiên, công ty vẫn có các tài khoản Facebook, Instagram, Twitter được dùng để cập nhật những thông tin chính thống, các sự kiện thời trang mới nhất của hãng nhằm tăng tính nhận diện thương hiệu. Tuy nhiên, hoạt động mua hàng sẽ diễn ra trực tiếp tại các cửa hàng nơi Chanel đầu tư kỹ lưỡng cho đội ngũ nhân viên, đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Alain và Gerard đã và đang dẫn dắt Chanel trên con đường chinh phục thương hiệu lừng danh khắp thế giới. Đồng thời, Chanel mang lại lợi nhuận cho nhà Wertheimer. Thu nhập từ Chanel của gia đình Wertheimer đang làm nổi bật bản chất sinh lợi của một cấu trúc kinh doanh hiệu quả, giúp thương hiệu có sự phủ sóng mạnh mẽ trên thị trường. Nó còn thể hiện tầm quan trọng của một mô hình kinh doanh mà sản phẩm và chiến lược quyết định sự thành bại. Không phải ngẫu nhiên mà Wertheimer đã củng cố vị thế là một trong những gia đình giàu có và quyền lực nhất thế giới. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin hai anh em sẽ đồng hành cùng thương hiệu trong những năm tiếp theo hay không, nhưng giá trị họ mang đến cho Chanel là không thể phủ nhận cho đế chế hùng mạnh đã tồn tại hơn một thế kỷ. Chúng ta thấy được,
Dù không đánh bóng tên tuổi của bản thân bằng hình ảnh thương hiệu, Alon và Gerard chọn bước về phía sau và để Chanel tỏa sáng một cách đẳng cấp và trường tồn mãi theo thời gian, như hình ảnh bà Gabrielle Chanel ấp ủ cho đứa con tinh thần của mình, cũng như làm nổi bật tài năng kinh doanh mà không phô trương. Chúng tôi vô cùng tò mò các bạn có suy nghĩ gì về phong cách kinh doanh đặc biệt của hai vị tỷ phú nhà Wertheimer. Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết dưới phần bình luận quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ và theo dõi Giới Thượng Lưu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.